Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Một câu nói dịu dàng. Nhiều năm về trước, ở thị trấn nọ có một cậu bé mồ côi tên Jim. Cậu sống lang thang, là mục tiêu của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người. Tài sản và người bạn duy nhất của Jim là chú chó tai. Ê tụi bay nhìn kìa, thằng Jim khố rách áo ôm với con chó ghẻ của nó đang tới đó. Mau đuổi nó đi đi, đừng cho nó chơi cùng tụi mình ở chỗ này. Nhìn cả chủ và chó, kinh quá. Nè, mày có biến ai đi không, thằng nhóc kia? Có phải mày định chôn chĩa gì không đó hả? Liệu hồn đó. Chẳng biết bữa nay tụi mình lại phải nghe những lời cay độc nào nữa đây. Tao cũng chán lắm, mày hiểu không? Nhiều khi uất ức mà chẳng nói được. Những người ngoài kia, họ đông và đáng sợ lắm. Chị ơi, cảm ơn cậu bé, cậu thiệt tốt. Cảm ơn cậu bé. Chị ấy vừa mỉm cười và nói cảm ơn tao đó. Đó là những lời nói tử tế mà lần đầu tiên tao được nghe thấy trong đời mình. Tai ạ, mày có hiểu không? Cảm ơn mày, mày thiệt tốt. Đến con chó cũng thích nghe lời nói dịu dàng. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy cảm giác tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng.